năm học 2011-2012, trường tiểu học Lý Tự Trọng được chọn là trường chất lượng cao của thành phố Hải Dương và của tỉnh Hải Dương. Đây là niềm vinh dự lớn của thầy và trò nhà trường, song cũng là một trách nhiệm nặng nề đối với thầy cô giáo phải phấn đấu dạy tốt, trò học tốt. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngành giáo dục, cùng với phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt của những năm học trước, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu cùng với hội đồng sư phạm của nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy, phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua phong trào thi đua mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo cho học sinh noi theo và thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi giáo viên trường tiểu học Lý Tự Trọng chúng tôi đều nghiên cứu rất kỹ nội dung từng bài dạy làm sao để đảm bảo được độ chính xác nhưng không nhàm chán và giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Và học sinh sẽ là người chủ động, sáng tạo khi lĩnh hội kiến thức. Và mỗi giáo viên đều có một cách truyền đạt kiến thức riêng. Nhưng chúng tôi luôn kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại và phát huy tối đa những ưu điểm của giáo án điện tử, giúp học sinh có sự say mê học hơn, hứng thú học và nhớ bài lâu hơn. Tôi thì có hai cháu ở đây, cháu lớn học lớp 5 và cháu bé học lớp 1. Thì tôi thấy môi trường ở trường Lý Tự Trọng là một trong những trường mà được chúng tôi rất là quan tâm đến, mà một những cái trường mà có môi trường rất là tốt, chúng tôi rất yên tâm và để cho các cháu học tập ở đây ạ. Trong giảng dạy, cán bộ giáo viên của trường chấp hành đúng quy chế chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới và sáng tạo cách truyền đạt, gây hứng thú và phát huy tính sáng tạo, tự chủ của học sinh. Trường tiểu học Lý Tự Trọng, ngoài việc duy trì tốt các nề nếp trong học tập, trường thường xuyên quan tâm chú ý công tác giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Hầu hết các em học sinh của trường đều ngoan ngoãn, kính thầy, mến bạn, phong trào, đọc và làm theo báo đội đã giúp các em học sinh có ý thức vươn lên trong học tập và trong sinh hoạt. Các nền nếp hoạt động sân trường như tập thể dục giữa giờ, giữ vệ sinh trường lớp, xây dựng quỹ tình nghĩa, kế hoạch nhỏ, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, các hoạt động ngoại khóa được duy trì tốt, góp phần giúp các em học sinh phát triển toàn diện. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất, ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trau dồi kinh nghiệm và sáng tạo trong giảng dạy. Hiện nay, trường đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt từ 25-30%, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt khoảng 70%. Chất lượng giáo dục toàn diện của trường tiểu học Lý Tự Trọng nhiều năm liền xếp thứ nhất thành phố và tỉnh. Các thế hệ thầy và trò của trường tiểu học Lý Tự Trọng cũng như các bậc phụ huynh học sinh hôm nay đều tự hào về mái trường của mình. Mái trường thân yêu đã dạy dỗ và rèn luyện cho bao thế hệ con em trưởng thành và vững bước đi lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc.